Nhưng mà mẹ để sổ đỏ đâu? Bây giờ trộm cắp kinh lắm. Sổ đỏ mẹ để đâu? Sổ đỏ mẹ cất kỹ rồi. Mày hỏi lấy chứ có bán gì? Nhớ mẹ mà không để cẩn thận nha. Trộm cắp giờ không biết trộm đâu nó vào nó ăn trộm lúc nào à. Đấy, mất hết đất đây. Mẹ để đâu? Nhưng mà mẹ để đâu? Mẹ thấy đi. Mẹ cứ nói nhỏ quá cho mẹ. Nhớ nhớ. Mà mẹ nhớ nha. Sổ đỏ mẹ để trên tầng như là. Trên tầng hả? Ừ. Nhưng mà có khá không trên tầng nó ăn quê rồi quê đi kìa trên tầng này chỗ mẹ con mẹ thì nói trên tầng được phòng bánh coi hết phòng bánh thôi không được phép đâu vì cứ nghỉ ngơi đi tôi đã làm hết cho đâu những cái chuyện này việc này mẹ làm đơn giản mẹ để cho mẹ chồng phép thôi cứ để lên mẹ là mai kia đẻ xong thì muốn làm nào là không phải tay không phải là không phép đâu mà nó bận như mua bánh kẹo ừ mẹ có là sao đâu mà sắm đồ tết cứ để không phép được thì công chúng bẩn kiểu quá cứ để đấy mẹ ơi mẹ đi thôi mày mày đấy thì cứ để đấy mẹ thôi để con phép nó cho nó còn tí nữa thằng mẹ ấy còn lên sơ hốp à làm mà mẹ ơi có bảo này sao mẹ phép vừa thôi mẹ bỏ này thì cứ đưa đi tao cầm mẹ bảo thì mẹ bảo đi xem một chút mẹ phép cho cái đi sao mẹ không nói thôi đừng mẹ cứ bỏ đi cho mình hỏi tí này cứ nói thì nói đi để tôi cầm để tôi quét cho mừng con hỏi cái này có bảo này mà bây giờ con ở đây cũng mấy rồi lâu phết rồi mà cũng chả có cái danh phận gì chả được ấy gì giờ anh còn làm danh phận sao giờ bây giờ không có danh phận không có tên gì trong gia đình này nên lúc anh còn anh muốn đuổi con pha sao tên lúc nào cưới thì thấy thì có tên nhưng mà anh nhớ lúc anh còn anh muốn đuổi con pha thì đuổi cũng đi được không có sao đuổi thì đã có mẹ ăn cái lần gì mờ ấy này bây giờ mẹ vui thì mẹ nhận con vậy nhưng mai mẹ buồn thì sao mẹ nhận con đấy, sao mà buồn lại đuổi con đi thì sao thì lúc đấy còn làm sao mẹ ăn bây giờ mẹ nói thật nhưng không bao giờ mẹ đuổi nghe chưa ngày biết không rồi nhưng vậy bây giờ con của anh cỏ rồi bây giờ thì phải cho một cái danh phận gì con phải có tên trong cái sổ khẩu ừ, mình chứ ăn tết xong là mẹ bảo với thằng anh là xuống nhà con nó nói chuyện người lớn thì là cưới cần gì ăn tết xong á nhưng mà lâu lắm lâu gọi mấy nữa mấy lâu đăng ký xong rồi là đi đăng ký đi đăng ký luôn bây giờ ừ thì để mẹ bàn với thằng anh xem nhưng mà anh cỏ hay mẹ làm giấu được không? Chứ anh còi không nghĩ anh cháu anh không đồng ý đâu giờ nay mai nhá kéo đuổi con ra khỏi đường ấy à khỏi nhà ấy chứ ra đường mà giờ có con cứ yên tâm đi không có việc cái gì đâu mà lo vậy nhá mình nhưng mà mai mẹ nhớ cho đi làm giấy tờ cho được vào sổ khẩu của mình nhá còn gì thế sổ khẩu yên chị bây giờ phải có tên con trong đấy thì con mấy ấy ừ sổ khẩu thì có ừ yên tâm thì vậy thì có sổ khẩu thì vậy con mới yên tâm một ở trong cái nhà đấy chứ ừ. Không chứ nay lo sợ mai lo sợ nhỡ đâu đuổi ra đường sao không có lo sợ ừ mày vậy là mình muốn ấy nhớ, là ấy nhớ mai làm giấy tờ rồi cho tên con vào trong đấy đây ừ yên tâm đi đấy cho bây giờ thuộc gia đình bầu vì đừng cứ suy nghĩ cái gì đấy bây giờ mà thuộc gia đình mình nói là anh còn lâu mới đuổi con ừ đúng không bây giờ con cháu vậy nhỉ sao mày đuổi được dù bây giờ anh về anh có tống cố ra đi theo ngoài muốn làm sao đuổi cũng không đuổi được cơ mà giờ có tên thì làm sao mà thì yên tâm nói đến cái sổ đỏ thì vậy được nhà mình to nhỉ đấy to đấy rộng đấy bố mẹ này làm mẹ có mỗi mình anh còn cái nhà to đấy mày có vật sướng mà đất nhà mình đất từ đâu đến đâu nhỉ đây đất kia hả đất đâu đây này đất nhà mình hả chiều ngang cái kìa mẹ đâu chỉ cho đây đây à đất từ bãi bên kia sang bên đây luôn á ừ to nhỉ bao hết rồi đây đây này từ cái mặt đất rồi đấy đến cái cổng nhau cái bác kia kìa đấy nhìn rộng thật đấy đấy mấy cái này phải bao nhiêu mét à mấy chục mét đấy kia còn một thủng nè kia còn một thủng dài dài không dài không dài đâu có chân kia còn mà thủng quá bán ra đấy bố mẹ nào đấy bố mẹ như giờ mẹ nha mẹ thì mẹ bán để mẹ ăn nhất nhưng mà thôi tao thì chỉ có làm để cho con cháu đây là cháu thôi trong này thì sau này kiểu gì sau này cháu là cháu rồi nhưng mà nhá có bảo mẹ nhá đất nhá, sao mình mà không anh cẩn thận nó cũng là hàng xóm con nắng nhỏ nha hàng xóm nha người ta cũng là anh với mình sao
từng xanh tim em một đi kiếm đất giờ ăn nó ơi giờ ơi mẹ bao hết rồi ấy. Giờ nó đắt giò kinh lắm chứ không giò đơn giản sao mình tính tính xong mình gì mình phải lo đến đất đai quá này. Thì còn lo cho gia đình mình thôi có gì không đâu, phải lo giờ đang bầu vì không phải lo gì cả nha thầy. Nhưng mà mẹ để sổ đỏ đâu, bây giờ trộm cắp kinh lắm, sổ đỏ mẹ để đâu, sổ đỏ mẹ cất kỹ rồi mấy hỏi đấy chứ còn bán gì nha mẹ, mà không để cẩn thận nha, trộm cắp giờ không biết trộm đâu nó vào nó ăn trộm lúc nào ha. Đấy mất hết đất đây mẹ để đâu, nhưng mà mẹ để đâu có anh nhỏ nghe thấy đi. Mẹ cứ nói nhỏ nó thầm khí nha nha. Này mẹ nói nha, sổ đỏ mẹ để trên tầng nha. Trên tầng hả? Ờ, ừ. Có nhưng mà phải khá trên tầng nói nhỏ sổ đỏ mẹ ăn thấy nghe cũng quên quên rồi quên đi chưa trên tầng này chỗ mẹ con mẹ thì nói trên tầng được phòng bánh coi hết phòng ấy nghe thấy đấy xem có ai lần thứ mẹ đẻ rất kỹ rồi thấy kinh tầm không phải lo trên tầng đúng không đất lo mẹ phải đất đai là bao hết giấy tờ mẹ phải bỏ trong tủ mẹ phải khóa kỹ vào chứ nà kỹ rồi mất lắm mất trộm cắp kinh lắm đấy đất đất giờ đây kiểu là bây giờ hiếm ấy, giờ nó xây dựng lên thành phố các thứ hết rồi đất đai này nó ăn nhau từng mét rồi ai mẹ bảo mẹ con không có gì lo bây giờ mẹ làm mẹ đưa đấy bây giờ sau này tao chết được có mang gì đâu để cho con gái để cho mày cháu này để cháu này cháu đi tôn với bà chả ăn sổ đỏ lên nhưng mà có bảo mẹ con dặn mẹ này sao mẹ không được nói với anh còi đâu anh còi mà biết đó anh đem đi cho anh Hoài đấy đừng có tưởng rồi mẹ cất kỹ rồi gì mẹ có. Đừng có nói con anh còi anh không biết đâu nhá, bảo nhá này bảo nhá biết là con trai mẹ rồi nhưng mà mẹ đừng có bảo với anh còi không là anh còi ăn ăn đem cho hết con Hoài thì bây giờ tiên đất đâu để cháu đây cháu thả nếu mai nó không có đất nó ở đấy mẹ phải nhớ kỹ vậy đi cháu tầng đúng không cháu tầng đúng không cháu bà thì vừa nhà to vừa đất ở bên kia còn được thằng nữa to ra mà mình nhiều đất nhỉ đây đất thì mình bao nhiêu tiền thuê mai mình bán bán làm gì để cho cháu nó ở bán này nhưng đất rộng với mỗi mình nó đất rộng thì mãi được không có sức bỏ đấy. Đấy. Nhà đậu. Mình to đấy, chứ gì nhà. Xây đình đấy. Đây xây này, bây giờ rẻ này. Nó hết việc làm thì ăn thì không giữ. Đây xong nhà lo hết. Đấy có lo hết. Mẹ ngày xưa vất vả đấy làm mà giờ ôi đi làm mà vất vả đấy mình xây được cái cơ ngơi như vậy. Mẹ cứ yên tâm mai con mẹ, nuôi đấy. Mai con đấy. Sau này đất này là của con con trai con nuôi. Mẹ bây giờ làm sao mà có gì đấy. Sau này nuôi bà nội. Bà nội chả phải làm gì. Bà nội không phải làm gì. Bà nội chỉ làm từ trước nay vất vả rồi bây giờ bà con được cái gì người ấy đi đấy bà nội bây giờ chỉ chơi thôi đấy không chơi thì bế cháu các thứ còn nhớ chơi nhưng mà mẹ nhớ chưa nhớ không được bảo anh còi đấy con dặn rồi đấy đừng có nói anh còi không anh còi là nói con Hoài biết ôi được con Hoài nó ôm hết đấy thằng anh nhà mẹ nó không bao giờ hỏi đến sổ đỏ đâu nó để ý làm gì đấy sao lại bảo vậy nhớ đâu hỏi đến gì nữa nhớ đâu con Hoài nó xui xít sao con Hoài nó xui xít mẹ phải để ý vào đâu cái sổ đỏ con Hoài nó xui xít xong đâu về hỏi không bao giờ nói đến sổ đỏ nịnh mẹ đấy từ sao mà tự dưng con sao mà con đâu quan tâm đến đất đai gì cần nữa thì bây giờ con mấy nha mẹ không biết đâu con mấy nha trên ấy, trên mạng họ nói tranh nhau tím miếng đất vậy này chứ con chẳng không có bảo mẹ để mẹ canh cho cần không mặt không nào eo giờ đất kinh không phải đâu giờ đất ấy thì giờ đất có giá nhá đây viên nhá tính mảnh đấy viên nhá không ở nhá bán nhá bây giờ tỷ mấy hai tỷ vậy đây tranh nhau từng miếng đất mà đây người mua coi cẩn thận nếu mà không coi được thì bảo không coi nhá đấy đấy thôi hôm đây con quét xong còn gì nữa con đuổi lại thôi đi mình con mình để đấy anh quét mày bầu mình cứ nghỉ ngơi.